Vâng, Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh nha quý chú anh chị. Thì hiện tại giờ Duy Minh đã có mặt tại mộ của chú Vũ Linh. Thì sáng mai sớm quý chú anh chị thì Duy Minh đều cập nhật cái video rất sáng để cho tiếp qua cái hoàn cảnh buổi sáng như thế nào. Rất là hoang tàn. Thì tạm thời đã soạn lại cái nơi của chú Vũ Linh thì nó được tâm tắc của quý cô chú anh chị. Hôm nay sáng nay thì rất là sớm có khá nhiều bà con cô bác đến đây để thắp hương cho chú từ sáng sớm luôn quý cô chú anh chị nè. Từ khi sau cái video cập nhật buổi sáng 5 giờ của Duy Minh đó, thì lại có khá đông bà con cô bác nè. Những cái trái cây đầu tiên. Chào bà hay bà. Ông bà từ đâu đến bà? Ở Đồng Tháp. Ủa, ở Đồng Tháp á? Con Đồng Tháp. Lại lên thăm con á, rồi ở con lễ rồi. Con Đồng Tháp nữa nè. Ừ, rồi mơ gì dữ rồi. Bà Đồng Tháp ở đâu bà? Ở Gia Măng á. Gia Măng hả? Ừ. Dạ. Con ở Tâm Nông. Dạ. Bà ở đó giờ có cái lương vô kiếm tiền mà tàn hảo giờ Vũ Linh không à. Dạ. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi bà? 66 tuổi rồi. 66 hả? 66 còn đến đây để thắp hương cho chú Vũ Linh luôn quý cô chú anh chị. Có thể thấy hồi sáng là chỉ có là một cái dĩa trái cây thôi quý cô chú anh chị, và cái dĩa thanh long nhưng mà được dẹp vào rồi. Nà, thay vào đó là những cái dĩa trái cây mới của tất cả bà con cô bác. Mấy chị ở dưới kia gian bắt đầu quả lên. Đây. Cô đi với ai cô? Hỏi cô bỏ đi luôn. Thì sáng sớm thì có rất là nhiều bà con đến sớm mua với chú chị. Hôm nay là do chủ nhật á, cho nên tất cả bà con cô bác đến đây để thắp hương sớm. Ngoài kia cũng có những bạn đàn ấy kìa quý chú chị. Nó ra đến ở đó thắp hương rồi đi ra đó quý chú chị. Chào anh ha. Dạ. Chắc là sẽ bắt cứu chú liền. Cái mọi chú. Thế bây giờ mà trong người sáng em trong ngủ hôm nay 7 giờ nó chưa có ai. Dạ. Ở đây là sao chứ? Dạ không. Chỉ là chỉ là hâm mộ chú nữa ha. Sáng lên là thấy mình đứng đây. Không mình em à. Dạ. Dạ. Trên ngủ thì sớm. Cũng giờ đâu. Anh đi sớm đó, 5 giờ anh tới đây rồi. Mà anh quay video cho nên là anh ra ngoài kia anh tải lên đó. Mà mới vô đây lại thì có quá nhiều bà con cô bác. Chủ nhật. Chúc đồng hẹn bây giờ. Dạ, đông lắm. Tầm khoảng 9-10 giờ đông lắm luôn. Tầm khoảng 9-10 giờ đông. Có thể thấy là mới buổi sáng à, mà đông rồi. Nên em sợ đông cho ngủ đi sớm đó. Dạ. Anh đam mê chú hát lắm hả? Dạ đam mê. Anh có biết những cái vở tuồng nào mà chú ấn tượng với anh không? Ấn tượng là tuồng Phu Âm với lại Cố Nghệ Sĩ Nhân Dân Dân Tộc. Trích đoạn Lữ Quốc Hâm Tình. Ồ, anh này hỏi ảnh mà anh không biết về cái vở tuồng mà anh kể đi từ chi tiết là thấy. Trong phòng Thu Âm anh. Thu Âm chung với Cố Nghệ Sĩ Nhân Dân Dân Tộc trích đoạn Lữ Quốc Hâm Tình. Anh đó hả? Không có, em còn năm Vũ Linh nè. Dạ, hả? Tưởng đâu anh cũng dạ. Có Thu Âm chung với chú rồi chứ. Em cũng mê cái chất lượng quốc âm tình. Anh không biết hát không? Dạ, nói chung em thuộc được một câu Hồ Quảng. Có thể hát. Sợ hát không bằng của năm Vũ Linh, tại của năm Vũ Linh cái hơi dài quá.
đúng rồi, hát sao bằng chú nuôi, tôi yếu là cái tinh thần của mình thôi. Mình hát cho bà con thưởng thức thôi, và tặng cho chú thôi chứ đâu cần phải hay dở đâu. Sợ hát hơi không có dài. Đâu, hát thử một khúc cũng được. Tặng cho chị em hát một câu trích đoạn Lưỡng Quốc Hâm Tình. À, hay là anh hát đi. Cười mất cỡ. Đi, tự nhiên đi. Tự nhiên nha. Tự nhiên đi. Con hát nha. Bài này nha. À. Dạ, một câu. Đâm mẹ. Cố nghệ sĩ Thanh Danh Thanh Đồng. Thanh Đồng. À. Lòng đau đành nỗi thâm ẩn đôi vai quần nặng, ơn sanh thành công dưỡng nuôi nào phai. Ăn vui biên ái miên sao vuông tròn nhân nghĩa, cầu xin thánh hoàng con ngày nay, kiếp sau ơn đời lại cha dùm thương. Là liếng lái cũng là gần giống chú lắm đó nghe. Cái này mà giờ tập luyện thêm là hát hay á, không phải dở đâu. Nói với chú chị, này, tay ngang mà hát kiểu đó là liếng lái gì là nói chung là khá hay á quý chú chị, chứ không phải dở đâu. Này đợi gì mình dắt bà con ở đây cái hoa lan này. Cái hoa hồng sáng bị nào có gì vậy? Cái đó hồng sáng bị mấy cái con gì ăn rồi quý chú chị ha. Đó. Thì là cái đó hoa hồng bữa đó là bị một cái con vật gì ăn đánh cắp quý chú chị, chứ không phải là người nha. Sáng là đông mà còn cô bác đến đây để là viếng mộ chú, có thể thấy mộ của chú rất là đẹp luôn quý chú anh chị. Cũng thuốc bệnh khẩu rồi. Này được anh trai mời một cái đi thuốc ba số của chú anh chị, có thể đây là bây giờ mình quay cận cảnh ha. À, ba số 5 của chú anh chị nè. Không. Ba số 5. Đó. Đó quý chú anh chị. À, có một cái người chị bên kia cũng đến để bên đây nè cô, bên đây nè cô. Cô đem hai cho cô cúng thắp hương cho chú Duy Linh không? Đây nè cô. Đó, đây quý cô chú chị. Những vị khán giả sáng sớm đã mua những cái trái cây, nên những cái lồng hành nhỏ nhoi nhưng mà đầy trang chứa cái tình cảm của chú anh chị. Gồm có là một chậu hoa, một đóa hoa huệ, đúng rồi cô, hoa cúc, hoa huệ cúc đọc lên còn hoa cúc và cúc vàng, và một dĩa trái cây. Em trai nó cắm rồi cô đó. Thì đây thì cũng có hai anh em canh mộ ở đây, thì nếu mà làm máy thì hai anh em phụ đó. Còn bông này mới nha,
Hồi đó anh đâu có mà làm giống cưng đâu, anh năn niu lắm, anh tháo cái sau này biết làm quen, giật giật nhanh 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 ra là nó không có hư. À, hồi đó con sợ nó hư á, con lột cái từ miếng từ miếng, con banh ra con mới lấy ra. Sau này biết cái gì, kiểu như mình ấy hoa nhiều á, nhà mình cúng hoa nhiều á, cái mình biết giật và giật nhanh nhanh ra là nó sẽ không có hư. Sáng sớm của chú anh chị 6 giờ mấy là bà con đến đây rất nhiều. Bà con có thể xem lại cái video buổi sáng rất 5 giờ thì mình quay không có ai hết trơn của chú anh chị. Đến giờ này thì 6 giờ mấy là những khán giả đầu tiên đã vào đây rồi. Anh trai này tới với rất mấy giờ? Gần 7 giờ ha, tức là 6 giờ mấy ha. À. Dạ em sợ đông tranh thủ anh đây. Vậy là mình cũng thắp hương rồi ha. Dạ rồi xong xong hết rồi. À. Nhà mình gần đây không? Dạ em ở bên xe Bình Dương. Bên xe Bình Dương hả? Ý là quê quán của dạ, anh là một luôn à. Tóc luôn hả? Dạ. À. Quý, bữa giờ anh có lên đây chưa? Dạ chưa. Chưa luôn hả? Em mới sắp xếp công việc mới lên à. À. Cảm ơn anh ha. Dạ. Để cho cô bác cúng ở đây quý cô chú anh chị, để quay một cái quang cảnh xung quanh cho quý cô chú anh chị xem ha. Thì buổi sáng hôm nay thì có thể thấy anh về hay sao anh? Dạ không, anh đứng ở xa ha. Ờ, thấy hai chị gái, ủa hai chị gái này giống nhau dữ vậy? Chị em hả? Chị em sinh đôi hay là sao khuôn mặt? Ờ, thấy giống khuôn mặt hay giống gì hả? Bạn hả? Sao giống nhau ghê luôn à? À. Thì sáng bữa nào quý cô chú anh chị thì cũng đều có những đoàn xe tang người ta chở vào bên trong đây, có một cái lò thiêu ở tại nghĩa trang Hoa Viên này, bên trong cái hướng đó có lò thiêu. À. Xe mấy tiếng rồi? 5-6 tiếng rồi. Ủa? Từ đâu mà em đi lên đây tới 5-6 tiếng vậy? Gạch Giá Kiên Giang. Giờ lên đến đây 7 giờ. Nghe Gạch Giá không em? Ồ. Thôi kệ anh, để tự nhiên đi. Sáng cho em. À, hai chị này đi xe hơi hả? Đó, biển số 68 Kiên Giang á. Đây là bạn TikTok của quý cô chị mà cảm thấy cái khuôn mặt nó giống nhau rồi á. Xe đò mình đi kiếm nghệ sĩ xung quanh đây chưa? Dạ đi rồi. Bây giờ là mới lần đầu lên nghệ trang Hoa Viên Bình Dương ha. Thấy đẹp không? Có thể thấy cái khung cảnh đầu tiên buổi sáng nay thì cũng có khá nhiều bà con cô bác đến đây để là viếng chú quý cô chú anh chị. Em đi dắt mấy giờ lên tới đây em? 1 giờ đến đây 7 giờ mấy ha. Có hai em đi hay là có ai nữa không? 7 người là hả? Ủa rồi những cái người đi chung với mình đâu? Mà mình nói hết trơn. À, vậy là những cái cô gái xinh xinh, ba cô gái xinh xinh ở bên đó đúng không? À, hàng đây có cỡ toàn là xinh gái không luôn quý chú vậy. Toàn là xinh gái không à, chắc là TikToker gì quá. Có ai làm TikToker trong đây không?
không rành nữa. Dạ, em có làm TikTok không? Em chơi mà em biết làm. À, chơi lên đó để xem mọi người ha. À. Vậy quê là em làm nghề gì? Em nhà nội trợ. Nội trợ. Vậy là có chồng, chồng con rồi. Có chồng. Đây là nhà nội trợ cho ba mẹ anh cũng đang mà. Cũng một con gái miền Tây xinh đẹp, rất là xinh đẹp nha quý vị. Em đi lên đây rồi khi nào em mới về? Em muốn chị này. À. Chị không muốn về. Rồi à, sao có thể thấy quá, à, có thể thấy cái ánh mắt của chị nó hơi buồn á quý chú anh chị, chắc là thương yêu chú Vũ Linh quá cho nên là lên đây thắp hương. À, đúng rồi, em nói thương yêu là fan á, yêu mến á chứ không phải là yêu kia chị. Yêu mến có nhiều. Chị đó, bây giờ mà. Đó. Linh, dạ. Thì qua những cái vở kịch hay là những cái ca cổ nào chị có nhớ cái ca cổ nào nhất không? À. Cải lương thì cái chị có nhớ cái đoạn cái cải lương nào không? Chị có thể nhiều lắm, không trong tuần. Em cô gái bạc liêu của anh Vũ Linh đó. À, cô gái bạc liêu dạ. Rồi Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đài, Thiêu Quân. Nhất đó, nhất đó. Đó. Em không có nhớ có tựa mà em chỉ thích xem. À. Nhưng mà bây giờ thì chị có thể ca một đoạn ca cổ nghệ sĩ Vũ Linh để nhớ lại những cái việc của chị. À. Xem cũng nhiều không nhớ lời á. Cũng nhớ lời á. Cũng nhiều nghệ sĩ Vũ Linh như diễn rồi cái cờ lên trên má trong cái đài này rồi hát bài Chiêu Vân rồi ông mới Cà Mau rồi. Cũng Quý Phi. Có khi là phòng này xem hai ba mình không có để ý đó, tự là chỉ có xem. Không gà, không gà có xem chú Vũ Linh hát không? Dạ không. Chú Vũ Linh giờ là đang đi hát vào biểu diễn trở lại đó. Tại bà con cũng rất là yêu thích luôn á. Là lúc là buồn rồi anh. Nó vô nữa quý chú. Sáng giờ là mấy đòn luôn quý chú chị. Vũ Linh ngay hết đình hết mọi ở cho tỉnh xa à. Dưới miền Tây à. Một xe chở cái con tài dạy ngang cái mình ớ lạnh người xuống gì rồi, cảm ơn em ha, chúc mấy em đi đường cũng thuận lộ bình an, gia đình gia đạo luôn luôn lúc nào cũng là mình khỏe ha. Cảm ơn. Quý chú anh chị, buổi sáng thì để Duy Minh quay cận cảnh cho quý cô chú anh chị xem. Tại vì hồi nãy á có bà con nhiều đang cúng cho nên là Duy Minh không có quay cận cảnh được cho quý cô chú anh chị xem ha. Đây. Thấy đấy em cứ mở bình thường. À, đó. Quý chú anh chị. Đây. Thì có thể là đây tới trưa là có phải là rất đông bà con đến không quý chú anh chị. Nó thật sự luôn. Này ông tướng của tôi ơi. Có thấy là bên hoa viên người ta làm như thế này nè. Nó rất là nhìn thấy nó đẹp luôn quý chú anh chị, thấy không? Một bạn cũng vừa mở cái những cái vở tuồng mà ngày xưa mà chú đã biểu diễn trên các cái sân khấu lớn có nhỏ có quý chú chị thì rất là hay và nổi tiếng. Mình thì cái vở tuồng này thì mình không nhớ. Quý cô chú anh chị xem mà biết cái vở tuồng này là vở tuồng gì có thể là comment cho Duy Minh ha. Đây là mấy chú cũng mới đến đây đấy. Đấy, thường ngon như chú anh chị. Đó. Đây. Đang có người đến viếng Lê Ngai quý vị, có thể là sáng nay có thể là
còn rất là đông nữa quý chú anh chị. Thì bà con đừng bỏ lỡ những cái video mà Duy Minh phát hàng ngày, cách khoảng là 1-2 tiếng Duy Minh sẽ phát cho quý chú anh chị xem. Tại vì trực tiếp cho quý chú anh chị theo dõi nha. À, đây có một bé. Bé ơi. Ủa, hôm nay có mấy bé đến đây thắp hương viếng chú dưới lên hả? Trai, trai hay gái hả? Trai. Ủa, đến đây viếng chú, viếng ông hoàng chú lên phải không? Ông hoàng cải lương đúng không? Gật đầu lúc nhan đấy không? Ờ, hỏi cái gật đầu kìa của chú vậy. Ồ, mặc quần hip hop dữ hả? Đẹp chứ hả? Đẹp chứ hả? Hỏi ảnh lợi giếng cầu bộ chống mạnh kìa quý chú chạy. Ồ, chống mạnh kìa. Trời, có thắp hương cho ông không? Có thắp hương cho ông không? Hả? Có thắp hương cho ông hoàng cải lương không? Trai. Thắp hương cho ông hoàng cải lương nha. À, gật đầu gật đầu. Nhìn anh nhỏ nhỏ nhắn xinh xắn quý chú chị. Cái này chắc kia giống bà. Thấy giống bà quý chú chị. Đây nữa bà con lại đến tiếp tục của quý chú chị. Đó. Sáng nay là có thể là tại vì rất là sớm, 6 mấy 7 giờ, nên là chưa có nhiều. Một tí xíu nữa thì sẽ có rất là nhiều quý chú anh chị. Quý chú anh chị thì cũng mới bà con cũng đến đây cứ liên tục quý chú anh chị đến đây để thắp hương cho chú. Đó. Nói chung là tình cảm của tất cả bà con từ mọi miền của đất nước cũng như ở trong và ngoài nước quý chú anh chị thì lúc nào cũng là hướng về là ngôi mộ của chú và muốn Duy Minh là chia sẻ để là biết về cái ngôi mộ, cái tình hình ở đây như thế nào thì bà con thấy Duy Minh chia sẻ có cái ý nghĩa thì cho Duy Minh một like và một đăng ký để ủng hộ kênh theo quý cô chú anh chị. Rồi và để biết được khi mà Duy Minh phát lên thì bà con thông báo cho bà con vào xem nha. Còn nếu bà con không có đăng ký sẽ không có đề xuất, nó sẽ không có tới tay bà con ha bà con. Đó thì tới nó quý chú anh chị. Chú anh chị nguyên cái gia đình từ Kiên Giang bắt xe lên đây, thuê xe lên đây quý chú anh chị thấy không? Tất cả những bà con cô bác đi hồi lúc mà 1 giờ sáng tới bây giờ lên đây là đi 5 tiếng quý chú anh chị. 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ. 6 giờ mấy sáng, 7 giờ mới lên tới đây quý chú anh chị. Đó, bây giờ đã thắp hương rồi thì đi về đó quý chú anh chị. Đó, cũng chúc cho tất cả bà con đi phương xa trên đường thuận lợi. Thất hồn một nội nịnh. Chạy cái ngang đây muốn chạy thấy ghê luôn quý chú chị. Là mình hết hồn luôn. Dẹp mấy cái lá cây này luôn nè. Dũng lên luôn nè. Đó. Vô bên trong thì có bắt nhạc ha quý chú chị chứ. Duy Minh cũng. Đó. Thuê xe 7 chỗ hồng kiểu như là bà con vòng vòng á góp lợi để thuê xe để là đi lên đây phải nói luôn. Rồi giờ này là không có còn cái giờ lẽ nào mà đi để nói đến cái tình cảm của bà con nói với chú quý chú gì. Ủa anh đi lên đây với ai anh? Gì hả? Từ đâu lên đây? Từ Bạc Liêu lên đây hay là lên đây làm? Dạ. Thương chú Linh hồi đó giờ biết ổng hồi xưa là biết ổng đóng cái tường mà. Còn gì anh? Không bán tình em á. Không bán tình em ha. Bạc Liêu em nghe nói là dân Bạc Liêu á là
người dân lúc nào cũng là yêu mến cà cổ cái lương hết. Chắc là anh chắc cũng có cái máu nghệ sĩ gì không? Có biết được một câu nào không? À, đây ngại ha. Nói này ngại ha. Đâu anh thử ca thử một đoạn ơi. Ở nhiều khi anh lên đây bà con thấy anh hay người ta khen anh á. Hát thử đoạn thử coi anh. Ờ nó có sao gì đâu, nãy anh kia anh hát cũng bình thường á, mà anh cũng hát tức là chủ yếu là cái tinh thần thôi, còn cái hay dở thì bà con do dở người ta cũng không có chơi đâu, tại vì đi đến đây để có cái tinh thần để thắp hương chú và hát tặng chú, cho dù cái người đó hát dở thế nào bà con người ta vẫn động viên đó. Chứ không có chơi, tại vì đến đây để người hâm mộ á đến đây thương chú quá cho nên là muốn hát một cái câu gì đó như cái nỗi lòng của mình gửi đến chú khi mà chú đã về với đất mẹ Vĩnh Hằng đó. Thì anh có thể là hát tặng chú một hai câu gì cũng được. Mấy em nhỏ nè, còn giờ này bà con cũng đến nè, có chị này cũng đến như hoa nè. Có hát tặng chú không anh? Hát thử một câu coi. Có gì đâu phải ngại anh, bình thường mà. Bán gì cũng được, miễn có cải lương là được rồi. Em nghe cái giọng anh này có thể hát hay, giọng trong á. Nhưng mà cái đây là hay dở là không quan trọng nữa rồi, quan trọng là cái tinh thần thôi. Anh có thể giới thiệu thôi, giới thiệu cái bài hát. Không sao đâu. Bây giờ tặng mọi người gửi cho chú một câu khổ. Thương em nhiều quá áo cái xin. À hà. Gần vào xuân gần thay lá mây lá đỏ gơi đầy củ lối quân đi ở lúc hành cũng dần chẩn anh dứt rồi gợi về em bên này xa xôi anh gợi về em nơi miền xa xôi tổ quốc. Không sao anh, mình quên lời thì mình phải quên lời thì có phải hát lại sao đó đông đó giờ lần đầu tiên mà lên trên đại ca chứ đó giờ đâu có ca cái không sao không có chú chị có thể thấy là mới đứng có tí xíu à đã đông bà con quá mà hay đến à không có chú chị đúng không. Đó. Từ đây tới đó là sẽ rất là đông bà con luôn ha, hát luôn. Bà con đến đây để ca hát rồi qua quá tràn luôn. Thôi anh chỉ thì anh quên lời của chú chị thôi và không có hát nữa rồi. Thì Duy Minh xin chắc kết thúc video tại đây của chú chị, thì có thể là khá đông rồi. Thì Duy Minh luôn cập nhật video này xong rồi sẽ đến với video tiếp tục với nghe quý cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị thấy có cái ý nghĩa và thấy thích thì cho Duy Minh một đăng ký, một chia sẻ để ủng hộ kênh ha. Xin chúc bà con trên mọi miền và đất nước trong mọi nước thật là nhiều sức khỏe. Chào tạm biệt bà con ha. Dạ. Duy Minh Vlog chúc. Duy Minh hả? Dạ Duy Minh Vlog.